các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú, một dự án mà Minh Tú chọn để khởi đầu năm 2023. Minh Tú xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Nhật ký ban công. Như mọi người cũng đã biết thì Minh Tú cũng đã vượt qua cột mốc tuổi 30, một cái cột mốc mà lúc nào Minh Tú cũng Dày dò thắc mắc và có rất là nhiều câu hỏi cho bản thân của mình à, đó là một cái chặng đường mà giúp cho minh tú trưởng thành hơn một chút về mặt tư duy kiến thức nhận thức cũng như là tính cách của mình à, các bạn có thể thấy rất là rõ là khi mà minh tú thực hiện cái chuỗi podcast nhật ký ban công này minh tú chưa bao giờ dám nghĩ đến cái điều này khi mà minh tú 26 hoặc 27 tuổi mà để góp mặt trong cái buổi ngày hôm nay thì minh tú mời đến một cái nhân vật một người mà cũng đã bước qua cái cột mốc 30 rồi và có những cái trải nghiệm cực kỳ uh, mạnh nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc sống của chị ấy với ngành nghề của chị ấy là một người chị mà Minh Tú có thể nói là một người bạn gái đầu tiên trong showbiz này mà Minh Tú có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình sau những cái giờ làm việc mà Minh Tú có hẹn gặp chị ấy ở ngoài. Đó chính là một người chị hơn Minh Tú, 2 tuổi. Xin ừ. chào đón đến với nhật ký ban công, diễn viên Vuka. Chào Minh Tú. <laughs> đâu, thường Puka. ngày chị đâu có chào em vậy. À, cho chị lịch sử khúc đầu okay. được không ạ? À? Vuka à, xin gửi lời chào đến... Uh, vị khán thính giả của Nhật Ký Ban Công à, Thì à, cảm thấy rất là căng thẳng và hồi hộp khi đang ngồi đây à, hơi um, hơi có chút uh, kiểu mà cảm thấy nghiêm túc quá ừ. tại vì bình thường khi mà hai chị em gặp nhau chia sẻ những câu chuyện với nhau mặc dù cũng có nói những chuyện nghiêm túc nhưng mà trong một cái thế ngồi khác cũng như là một cái uh, không gian một, một hả? cái không gian khác à, nên với cái không gian này thì mình cảm thấy nó hơi uh, hơi chưa quen Minh Tú có cơ hội quen với chị Buka là từ chương trình sau nhập ngũ. Trộm vía là sau chương trình thì chị em vẫn thường xuyên tương tác với nhau và ở đâu đó Minh Tú cảm thấy một cái nguồn năng lượng nó chung với nhau cho nên là Minh Tú rất là khi mà có một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống về mặt tình cảm hoặc là về những cái chuyện phụ nữ thì hồi xưa minh tú cũng hay tâm sự với mẹ nhưng bây giờ lâu lâu minh tú cũng hay hỏi chị buka về những cái vấn đề của minh tú à, cảm ơn chị buka đã dành thời gian để đến với chương trình nhật ký ban công của em em cũng cảm thấy nó rất là ngại ngùng và nó rất là cứng khi mà hai tụi mình ngồi <laughs> ở cái thế này nhưng mà hãy nghĩ là ngày hôm nay mình sẽ trò chuyện như là những lần mình gặp nhau ở okay. ngoài kia để uh, em có thể uh, khai thác sâu hơn. tại vì mấy lần trước toàn là chị khai, khai thác, thác em, em không mà em định khai thác chị mà hồi cuối cùng chị nói sao em kể hết chuyện của em ra luôn. <laughs> tại vì uh, chị cũng không biết sao nữa. giống như tú chia sẻ là mình uh, quen nhau từ chương trình sao dọc ngủ thì trước đó là chị biết minh tú rất là lâu rồi, uh, biết em từ lúc mà em làm uh, mentor cho những cái chương trình những cuộc thi á là chị cũng đã thích em rồi với một người cá tính rất là mạnh chị thích cái mỏ hổn của em đúng không <laughs> chị chị rất là thích cái những cái câu mà nó che nó trên mạng của em á rồi cái tính cách của em thể hiện trong cuộc thi đó chị rất là thích và ấn tượng xong rồi tới lúc mà tham gia chương trình và nói là sẽ tham gia chung với Minh Tú á, chị có chút e dè hơn chứ. Trời ơi, cái bạn này cá tính mạnh quá. Có khi nào là bạn sẽ bụp luôn mình không ta? bạn sẽ không thích mình hay là bạn sẽ có những cái những cái phản ứng mà mình cảm thấy mình sẽ bị bất ngờ này kia nọ nhưng mà không ngờ khi mà tiếp xúc với minh tú rồi thì cảm thấy là minh tú là một người truyền cho chị một cái sự thoải mái á khi mà tiếp xúc với em nói chuyện với em rồi tự nhiên không biết sao hai chị em mình hợp cùng tần số với nhau rồi lại chơi với nhau được tới giờ cũng hên ha tới giờ là cũng hơn 12 tháng rồi đó chị hơn hơn rồi hơn rồi năm mấy, 12, mấy rồi đó năm mấy sáu mười sáu tháng rồi đó chị mười sáu tháng em chị thấy không khi em ở bên chị em đếm từng tháng từng giờ chứ em đâu có như chị đâu ủa sao vậy chị hay quên em giữa chừng lắm đâu? chị không có thương em chị thương Cara hơn là chị thương em. tôi quá mệt mỏi. lúc nào cũng chị không có thương em, chị thương Cara chứ chị không có thương em. rồi quay về chủ đề thì hồi nãy chị có nghe em chia sẻ đó một cái chủ đề ừ. mà em luôn hỏi chị 12 tháng qua em gặp chị ở đâu em cũng hay chia sẻ chị Đúng về rồi. cái vấn đề đó của em đó là cột mốc tuổi 30. À, đối với chị thì chị có ấn tượng gì về cột mốc tuổi 30 của chị? cái này là chị chưa hề chia sẻ với em. Mặc dù chị đã nghe em chia sẻ rất nhiều về chuyện này và bây giờ ngày hôm nay chị chia sẻ thật với em luôn nha. Kể từ khi gặp em, chị mới có cụm từ cột mốc tuổi 30 và chị mới suy nghĩ về nó. Chứ thật ra là trước đó chị chưa chưa hề suy nghĩ về nó. Chị biết là người ta hay ví von là 60 năm cuộc đời là 30 tuổi là đã được nửa nửa cuộc đời, nửa đời người rồi thì tới lúc đó là người ta phải vững vàng về sự nghiệp về ổn định về gia đình về rồi người ta sẽ lo định hướng cho tương lai người ta các kiểu nhưng mà với bản thân chị thì trước đó là thật sự là chị chị chưa có bị áp lực về cái chuyện đó cho đến khi gặp em và em tiêm vào đầu chị cái cột mốc tuổi 30 và lần nào gặp em cũng tiêm vào đầu chị như vậy hết <laughs> em luôn nói nó cột mốc tuổi 30 cái xong thật sự này là chị chia sẻ thật luôn là có những đêm về chị có suy nghĩ về điều đó. Trước đó là chị không có thời suy nghĩ và có những đêm về chị suy nghĩ về cái điều đó. Và chị thấy là thật ra là không phải là chị không quan tâm đến cuộc mốc tuổi 30 hoặc là chị chưa biết hoặc là chưa trải qua nó mà là chị suy nghĩ nó ở một cái cách khác, ừ. một cái suy nghĩ khác. Chị cũng lo lắng đó nhưng mà chị sẽ lo lắng theo cái kiểu khác chứ không phải là kiểu ồ tuổi 30 tuổi rồi tôi phải thế này thế kia thế nọ. Vậy như là cái cách nãy giờ chị chia sẻ giống như em là một tội đồ trong cái cuộc đời của chị chị đã mất những giấc ngủ ngon bởi vì liên tục nghĩ về bắt đầu khi có em xuất hiện trong cuộc đời thì đúng cái rồi. tuổi 30 nó xuất hiện đúng rồi mặc dù chị đã qua tuổi 30 rồi mà khi em xuất hiện trong cuộc đời chị là chị đã qua tuổi 30 rồi đúng không đúng mà tự nhiên chị phải suy nghĩ cột mốc tuổi 30 Chị phải suy nghĩ nó vì em Không, tại vì khi mà em chơi với chị một thời gian dài Em biết chắc luôn chị là một người bước ra khỏi cửa là hướng ngoại nhưng bước vô trong nhà là hướng nội chị là một người nhiều cảm xúc và suy nghĩ cũng khá là nhiều có thể những cái suy nghĩ của chị nó sẽ chín chắn hơn nó có một cái phân tích rõ ràng hơn đó là lý do tại sao chị làm chị của em à chứ không phải là do chị lớn hơn em hai tuổi hả không không phải điều đó <laughs> thì thật sự là đúng như minh tú nói là bước ra ngoài thì chị rất là uh, hướng ngoại rất là kiểu mà vui vẻ với mọi người rất là nhưng mà bước vô trong nhà thì chị thật sự có rất là nhiều những cái những cái cung bậc cảm xúc cho riêng mình và bản thân chị thì chị cảm thấy là chị đã kiểu giống như là chị đã trải qua được nhiều chuyện nhiều vấn đề trong cuộc sống này và trước cái năm chị 30 tuổi là lúc đó chị mới có hai mấy tuổi thôi là chị đã gặp rất là nhiều thứ trong cuộc đời này rồi và chị đã nó nó giống như là nó tự rèn cho chị một cái tính là à phải vượt qua phải mạnh mẽ lên phải bước qua bằng mọi cách và trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra và mình cũng phải tiếp nhận và cũng phải vượt qua. Em xem đọc rất là nhiều bài báo cũng như là những cái talk show của chị nhưng chưa bao giờ chị chính miệng thì kể cho em nghe là chị đã gặp những chuyện gì trước 30 tuổi thì hôm nay em rất là muốn nghe những cái chuyện nào mà chị cảm thấy là chị có thể chia sẻ cùng với em để em cũng như các bạn có thể thấy ở cái câu chuyện của chị thì tụi em sẽ rút ra được những cái kinh nghiệm gì. À, thật ra thì uh, cái câu chuyện của chị thì uh, chị cũng ít chia sẻ cho người khác lắm. Tại vì khi mà mình đã vượt qua được nó rồi á, thì mình cảm thấy đó là một chuyện rất là bình thường rồi. Còn lúc đó thì cái lúc mà cái tuổi mình mới lớn, thật ra là cái tuổi 18, 20 cũng là một cái cột mốc trong một cái cuộc đời của con người. Là một cái tuổi mà mình vừa lớn mình vừa bước vào đời và mình hầu như là mình chưa biết nhiều gì về cuộc sống này mình chưa hiểu nhiều về cuộc sống này và mình phải tự đối mặt với nó và đem đến cho mình những cái bài học mà bắt buộc mình phải bắt buộc mình phải học mình phải thực hành để mình có được những cái kinh nghiệm sống thì lúc đó là cái lúc mà chị cảm thấy trong trên nhất trong cuộc đời này uhm, chị uh, lên Sài Gòn chị uh, đi học Chị không có một người thân nào hết Chị không có nhà ở Chị không có tiền để ăn Chị phải ở nhờ nhà người khác Gia đình chị cũng không có tiền để lo cho chị đi học Và mọi người ở trong nhà đều kêu chị là phải đi về Lúc đó chị 19 tuổi rồi chưa được 20 nữa Là chị nếu chị về quê là chị chấp nhận cái chuyện lấy chồng sinh con Và chị không chấp nhận cái chuyện đó ngay lúc đó chị cũng không biết tại sao mà chị không chấp nhận cái chuyện là tôi phải trở thành vợ, tôi phải trở thành mẹ và tôi bắt buộc tôi phải thành công chứ tôi sẽ không thành vợ thành mẹ trước. Và chị chấp nhận ở lại ở lại đây để mà bươn trải cuộc sống này bằng cách là lăn lộn là mình sẽ cố gắng làm những cái công việc rất là nhỏ, ví dụ như đi phục vụ quán cà phê, rồi đi phụ bán hàng cho người ta. Rồi tự chị lên mạng tìm những cái clip mà Tại vì có chị hơi khéo tay tí xíu chị hay làm đồ thủ công chị lên mạng chị tìm những cái đó rồi chị mua vật liệu về chị tìm cách làm để chị làm ra những cái băng đô những cái cài tóc những cái kẹp tóc chị đi bán rồi chị đi vô những cái chợ đầu mối chị lấy những cái trang sức về chị đăng lên chị bán nói chung là mình làm những cái việc mà mình có thể làm để kiếm được tiền ăn được một ổ bánh mì mỗi ngày thôi đó là cái mà chị trải qua lúc chị 19-20 tuổi Là lúc đó bên cạnh chị không có ai hết, chỉ có đúng là bạn bè, có hai từ là bạn bè luôn á. Thì người ta thường nói là trong cuộc sống này á có những mối quan hệ mà không có ruột ra, không có thân thiết gì hết. Chưa chắc gì người ta đã vì mình để mà làm này làm kia nhưng mà may mắn sao là bên cạnh chị có rất là nhiều người họ luôn sẵn sàng để giúp đỡ chị, mặc dù cho chị ở ngủ nhờ nhà một đêm thôi là chị cũng đã thấy mang ơn, họ cho chị ăn một bữa cơm thôi trong lúc đó là chị cũng đã thấy rất là mang ơn họ và những lúc như vậy tự nhiên trong đầu chị có một ý thức là tôi bắt buộc phải thành công tại vì tôi bắt buộc phải thành công để cho những người giúp tôi những người đã cho tôi ngủ nhờ những người đã cho tôi ăn nhờ những người đã chở tôi đi cho tôi quá gian xe những người đó họ sẽ vui vì họ đã giúp được một người và sau này họ người đó đã thành công chỉ có suy nghĩ và cái đó là cái động lực để chị thành công á vậy với thời điểm hiện tại khi mà chị thành công rồi á Chị nhìn lại chị có cảm thấy là cái quyết định lúc đó của chị á, chị cảm thấy là nó đúng đắn và nó chị muốn cảm ơn cái cái Buca của năm 18 20 đó không? Thật sự là chị cảm thấy là nó quá đúng đắn. Nếu như mà chị bỏ cuộc, chị đi về quê chắc bây giờ chị sẽ không gặp Minh Tú. Chị bây giờ chắc là con tay sách nách mang, con chị chắc cũng lớn rồi á. Đâu nhiều khi mình sẽ gặp nhau ở đâu đó, mình có duyên là mình ừ. sẽ gặp nhau thôi. Ví dụ như là chị dắt con vô siêu thị mua đồ xong rồi cự lộn với em bởi vì cái hộp Ủa? trà Chẳng hạn đó là kết tạo lên mối nhân duyên của mình. Sau mà cái, cái cái cuộc gặp gỡ của mình nó không có tích cực vậy em. Không, mọi cuộc gặp gỡ đầu tiên nó phải có va chạm chứ à, chị. nó phải có kiểu mà hơi hơi gây cấn tí xíu để mình ấn tượng nhau đúng, đúng, rồi. đúng không? Sau đó mình mới có thể trở thân thiết với nhau đúng không? Thì chị chị bản thân thương chị, chị cảm thấy là chị rất lúc nào chị cũng rất là cảm ơn những cái gì đã trải qua với chị năm 19 20 tuổi đó nó là một cái nền tảng rất là vững luôn á chị cảm thấy nó rất là vững luôn tại vì trước đó là chị không có biết gì về cuộc đời này hết chị được gia đình bảo bọc rất là nhiều và lo cho chị mọi thứ khi mà cái lúc mà chị bước ùa vào đời á thì đời dập chị te tua lúc đó chị có bị một cái cú sốc gì về tâm lý không thật sự lúc đó sốc lắm á lúc đó là chị cảm thấy là ngày nào chị cũng chạy ngoài đường chị khóc hết á chị đi bộ chị chạy bộ ngoài đường có nghĩa là chị cảm giác là không biết tại sao mà chị cứ chạy bộ ngoài đường trên vỉa hè đó vừa chạy vừa khóc vậy đó tại vì lúc đó, đó đâu ai biết mình là ai đâu mình cứ thoải mái con người của mình thôi và chị cảm thấy là tại sao chắc là cái số chị nó phải như vậy hay sao tại vì người ta sướng trước người ta khổ sau người ta dễ sống lắm còn mình sướng ủa người ta sướng sướng khổ trước người ta sướng sau thì người ta dễ sống lắm còn mình là mình khổ trước ủa mình sướng trước xong rồi mình mới khổ thì mình rất là khó sống chị là thuộc dạng là kén ăn là kiểu mà được cưng được chiều được thích cái gì là có cái đó xong rồi đùng một cái là bây giờ cái gì mình cũng phải ăn hết đến đâu một ổ bánh mì cũng không có mà ăn á nhưng mà khi mà chị chọn cái nghề học về diễn viên thì chị, chị em cảm thấy là cái nghề đó nó sẽ rất là phức tạp mà khi cái sự việc đó nó diễn ra trong 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 cái cuộc sống của chị tại sao chị vẫn quyết tâm chọn cái nghề đó và theo đuổi cái nghề đó thật sự là chị cũng chị, chị tin vào cái câu là nghề chọn người chứ người không chọn nghề á tại lúc đầu là chị không có cũng chưa có muốn đi làm diễn viên hoặc là có sự đam mê đi làm diễn viên nhưng mà khi mà chị được giới thiệu để mà đi vô học diễn viên rồi thì gia đình chị xảy ra chuyện lúc đó gia đình chị mới xảy ra chuyện thì với bản thân chị với cái cá tính chị từ nhỏ tới lớn á chị mà muốn làm cái gì là chị phải làm cho bằng được chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc nửa chừng trừ khi là chị không còn sức nữa thì chị mới bỏ thôi thì lúc đó có rất là nhiều người nói à cái nghề này nó nhiều cám dỗ lắm cái nghề này nó bạc lắm cái nghề này mày phải có mối quan hệ mày phải có tiền mày mới có thể thành công được thậm chí là người trong gia đình chị anh chị chị cũng nói như vậy và kêu là đừng có theo đuổi nữa bỏ đi tại vì mình không có mối quan hệ mình đâu có quen biết ai đâu mình không có tiền nữa nhà mình đâu có tiền đâu cho nên là sẽ không bao giờ thành công được chị nghe cái điều đó chị trong đầu chị lúc đó chị cảm thấy tại sao nếu như một người nào đó họ có khả năng thì sao? Tại sao phải lệ thuộc vào mối quan hệ và tiền phải đi trước thì họ mới có thể thành công và lúc đó chị cũng không dám chắc là chị có thể làm được hay không nhưng mà chị chỉ cố hết sức và chị bám theo, chị bám theo hết sức làm từ những cái nhỏ nhất đi đóng quần chúng nhỏ 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 à, rồi đi quay những cái tiểu phẩm nhỏ nhỏ rồi người ta người ta đi người ta được diễn cho ở sân khấu thì chị xin vô ngồi cánh gà để mà chị xem Chị xem để mà chị học hỏi rồi người ta làm cái gì người ta có cần cái gì làm là chị sẽ xung phong chị làm hết có nghĩa là chị sẽ làm bằng mọi cách để mà chị có thể được đi theo với nghề được sống với nghề thì khi mà chị thành công rồi thì lúc đó chị mới dám nói là để chị chứng minh cho những người đã từng nói như vậy thấy là tôi có khả năng và tôi có thể làm được bằng chính sức lực của tôi chứ không vì một mối quan hệ nào hết cũng không vì một đồng tiền nào hết và có nghĩa là tùy vào mỗi người thôi, cái suy nghĩ của mỗi người và cái sự quyết tâm của mỗi người thì mình có thành công hay không. Nhưng mà theo em được biết á, là sau khi mà chị học diễn viên sân khấu xong á, thì khi chị ra chị cũng không chưa có công việc, cũng chưa có hoạt động nhiều. Khi chị nhìn lại á, chị có cảm thấy là lúc đó cái quyết định 18 tuổi của chị là nó sai không? Lúc đó thì chị cũng có suy nghĩ, chị cũng có suy nghĩ là có thể là mình không có duyên với nghề này rồi, mình không có thể làm được cái nghề này rồi. Cho nên là chị mới uh, cố gắng kiếm tiền xong chị đi học thêm một cái ngành nữa là marketing, học ngoại khóa để mà có thể uh, mình sau này mình không làm cái này thì mình sẽ làm cái kia, kiểu như vậy. Thì trong cái khoảng thời gian chị đang học đó, cái khóa đó thì có 6 tháng thôi. Thì chị mới có học được có 4 tháng thì xô ập tới với chị giống như là cái đúng là nghề chọn người á, giống như là bên cái mảng nghệ thuật bắt đầu ập tới với chị và bắt chị phải đi làm đi làm đi làm và chị bỏ lửa nửa chừng cái chuyện học Marketing cái tin của chị luôn và bắt đầu chị, từ đó là chị đi làm nghề luôn á. Em thấy rất là rõ chị là một người rất là lý trí và rất là rõ ràng, rất là thực tế đúng và rồi. có cái kế hoạch cho cái bản thân cho cho cuộc sống của mình là mình đi theo học một cái nghề mà mình đam mê nhưng nếu cái nghề đó không có mang lại thì là song song đó chị sẽ đi học một đi cái, học một nghề, cái khác. nghề khác. Thật ra ít có một người trẻ nào mà tầm tuổi đó có thể có suy nghĩ đó thường thường sẽ kiểu sẽ chạy theo đam mê tới cùng hoặc là sẽ đâm đầu vô đó và muốn chứng minh mình nhưng mà từ câu chuyện của chị em thấy chị khá là bản lĩnh. Tại vì với bản thân chị ngay từ xưa giờ rồi chị cảm thấy là đam mê không phải là nói bằng miệng tôi đam mê, tôi quyết tâm, tôi sẽ thành công, tôi sẽ cố gắng mà mình phải làm và mình phải nhìn vào cái thực tại của mình đang có, cái hiện trạng của mình đang có. Tại vì mình coi mình xuất phát điểm của mình từ đâu đã. Ví dụ ok tôi là một con của một nhà giàu có, tôi có đủ điều kiện hết, tôi tôi đam mê một cái đó và tôi bắt buộc phải theo đuổi thì ok bạn có thể sẵn sàng bạn cứ tiến bước tới 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 thôi tại vì bạn đã có một cái một cái ở phía sau nó rất là ok rồi về kinh tế về tài chính về mọi thứ còn với cái xuất phát điểm của chị là chị không có gì hết chị từ bàn tay trắng cho nên khi mà đến 30 tuổi rồi thì giống như có có lần chị có suy nghĩ là em em về cái chuyện mà em nói cục mốc tuổi 30 đó thì mặc dù chị qua 30 tuổi rồi thì chị chị về nhà chị có suy nghĩ, có nằm chị suy nghĩ là à năm 30 tuổi đó tôi như thế nào ta. Tại sao tôi không giống như Minh Tú, tại sao tôi phải chăng tôi không chăn trở mỗi ngày là à tôi đã 30 tuổi rồi. Uh, tôi đã làm được gì, rồi sắp tới tôi sẽ làm gì, rồi tôi 30 tuổi rồi tại sao tôi lại chưa có chồng? Tôi 30 tuổi rồi, tại sao tôi phải uh, còn như thế này này cái nọ, những cái chăn trở thì chị cũng nằm chị suy nghĩ và tại sao mình không có những cái chăn trở đó ta. Thì chị mới thấy là À có thể là cái cái suy nghĩ của chị về cái tuổi 30 nó khác Và chị đã vượt bước qua được cái tuổi 18, 19 nó đầy trong gai như vậy rồi Thì đối với chị cái tuổi 30 nó không có lạ gì hết với bản thân chị á, thì mọi người hỏi là uh, có hài lòng với những gì mình đang có hay không? Có cảm thấy vui, uh, mãn nguyện với những điều đó hay không? Thì chị luôn cảm thấy là à, chị cảm thấy vui chị cảm thấy hài lòng mặc dù có thể là cuộc sống của chị nó không là cuộc sống của nhiều người mơ ước nó vẫn chưa là gì hết à, chưa là à. <laughs> cuộc sống của chị chưa <laughs> không, nhiều người mơ ước nữa, hả? không ý là nó cũng chưa là gì hết à, nhưng mà từ cái xuất phát điểm của chị khi mà chị đi được tới đây là cả một quá trình cố gắng và cả một cái sự gọi là nó thành công ngoài cái mong đợi của chị ở đây có thể thấy rất là rõ Dù chúng ta đều là con gái, là phụ nữ Cũng đã bước qua tuổi 30 Nhưng mà mỗi người sẽ có một cái cá tính riêng Một cái suy nghĩ riêng Giống như phiên bản của em đi Em là một người suy nghĩ rất là nhiều ừ. Khi mà chị tiếp chơi với em, tiếp xúc với em nhiều Em là một người mà có thể Cái cái đầu của em nó nhảy số rất là xa Và em, em lo lắng mọi thứ xung quanh Chị là một người lúc nào cũng lạc quan cũng rất là bản lĩnh và có kế hoạch sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống của chị, nhưng mà em thì em lại bị yếu về cái phần đó. À, cho nên đó lý do mà tại sao em muốn chị góp mặt với em trong cái tập này để chúng ta uh, chia sẻ về vấn đề này và các bạn cũng sẽ thấy được là phụ nữ thì cũng có nhiều tips về phụ nữ và cũng có nhiều người có những cái suy nghĩ khác nhau về tuổi 30. Vậy thì với em, em có em chia sẻ với chị rồi thì bây giờ em chia sẻ với mọi người đó với em cột mốc tuổi 30 nó là như thế nào? Em đã từng rất căng thẳng Và đặt cho bản thân của em rất là nhiều Rất rất là nhiều câu hỏi Không phải lúc 30 tuổi Mà là giai đoạn em 28 tuổi hmm. Từ 28 tuổi đến 30 tuổi Là cái giai đoạn mà em đặt Rất là nhiều Là cái chặng đường tiếp theo em sẽ làm cái gì uh, 29 tuổi Cái ngày mà gần sát gần sát Cái thời gian gần sát 30 đó, Em sẽ bắt đầu nhìn lại Ôi chết rồi mình sắp 30 tuổi rồi Xung quanh mình xấu <laughs> so, mình chưa làm được cái gì hết mà mặc dù là em đã làm được rất nhiều thứ rồi đó. Nhưng mà có thể là do tại vì nhiều khi mình những cái áp lực từ thế hệ đi trước hoặc là mình đọc báo chí nhiều, hoặc là mình bị giống như là người ta nói nhiều về cái cục mốc 30 tuổi, ngày xưa giờ mặc định là 30 tuổi là phải có cái này, phải có cái này, cái này cái này, ít nhất là. Lấy Ví dụ chồng. như cái này cái này cái này của em nó là cái gì đi. Ví dụ, Ví dụ như, như, như là... em thường nghe nói thường nha. À. 30 tuổi rồi anh lấy chồng chưa? Con định khi nào lập gia đình à, Là em bị áp lực về chuyện gia đình Con nhiều cái chị Gia đình con cái là một Rồi Rồi xong 30 tuổi em sẽ bị Em sẽ tự hỏi bản thân Ủa rồi cuối cùng mình đã làm được gì chưa Trong khi bạn mình đã lên chức quản lý Đã lấy bằng thạc sĩ Đã làm uh, giảng viên rồi Trong khi mình vẫn là một người kiểu như Cái công việc nó không có ổn định Nó là một cái nguồn thu nhập tháng được tháng không nó không ổn định thì tự nhiên mình sẽ cảm chết rồi mình bị lây hoay à, 30 tuổi gần 30 tuổi mình nói chuyện với bạn mình đó bạn mình nói về những cái vấn đề nó rất là xa về kinh tế, về vĩ mô, về marketing Mà đôi khi mình ngồi nói chuyện Mình cảm thấy ủa sao người ta biết nhiều Còn mình không biết gì hết Thì bắt đầu em sẽ cảm thấy là Cái sự hiểu biết của em nó quá ít Trong cái em chỉ biết về thời trang về hết Vậy thì những cái người mà họ nói chuyện về vĩ mô Về kinh tế đó họ có biết rành về thời trang không Cũng biết chút chút gì. Chút chút thôi chứ có rành như em không Em cũng không rành lắm Thôi em đừng có sợ <laughs> Có nghĩa là em đang tự đặt ra Một cái minh tú gọi là uh, Siêu nhiên Một cái minh tú gọi là uh, Cái gì cũng phải biết, cái gì cũng phải giỏi Cái gì cũng phải hay, cái gì cũng phải tốt nhất Ở cái tuổi 30 Cho nên là em bị áp lực và cũng chị nghĩ là cũng có rất là nhiều bạn, rất là nhiều người sẽ tự đặt cho mình một cái gì đó gọi là nó vượt qua cái giới hạn. Tại vì với bản thân chị nha, chị thấy là khi trải qua nhiều chuyện rồi thì chị cảm thấy trong cuộc sống này á mình sống vui là được. Bây giờ mình lại gần hơn nha, ừ. nãy giờ mình đi xa mình lại gần nè. Em hỏi chị một câu. Chị của bây giờ và chị của trước 30 tuổi chị có cảm thấy nó khác không? Về vẻ bề ngoài á thì chị không có nhìn nhận được gọi là chính xác hoặc là nhiều nhưng mà ở trong cơ thể thì chị cảm nhận được nhiều có nghĩa là chị yếu hơn nha. Chị yếu hơn lúc chị trước 30 tuổi nha. Đó. Cái sức khỏe của chị cảm giác là mình không còn nhiều thể lực á và mình không còn có nhiều sự dẻo da giống như ngày xưa và cái cái sức làm việc của mình nó cũng không còn nhiều như ngày xưa là cái đó là có nha. Em thấy rất là rõ. Em không bao giờ em 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 là một người nhìn nhận rõ bản thân của em. Em không phải là đổ thừa do bị covid hay gì hết. Ừ. Mà nó rõ ràng đầu tiên lão hóa. Đúng rồi. bề ngoài trước, tự nhiên bắt đầu mình xuất hiện Với chân chim. Bắt đầu cái rảnh cười nó sâu hơn, cái da của mình nó không có được như hồi xưa. Hồi xưa mà kiểu mình đi chơi khuya ba hai ba giờ đêm về ngày mai 7 giờ mình nhìn mình vẫn còn sao mà ngon vậy, còn bây giờ <laughs> mà 29 tuổi mà đi ngày thức khuya 1 2 giờ đêm là qua ngày hôm sau em thấy cái mặt em như cái nồi dẻ vậy đó. <laughs> rồi nha bên trong thì bắt đầu mình cảm thấy như chị nói đó mình cảm thấy mệt mình cái tần suất cái năng lượng làm việc của mình không như ngày xưa nữa mình dễ bị mệt rồi mình cũng kiệm lời hơn kiệm lời hơn à, mình không còn năng nổ như ngày xưa bắt đầu ở tuổi 32 là em cảm thấy em đau lưng khi mà em mang giày cao gót quá nhiều em khó ngủ em khó ăn khó ở à, em cảm thấy được cái nội tiết tố sinh lý bên trong em nó thay đổi rất là nhiều từ cái cá tính nè à. Uh, ăn uống, dinh dưỡng nè từ cách suy nghĩ nè từ uh, sinh lý nữa nó hoàn toàn thay đổi cho nên khi mà nó thay đổi hồi xưa em cũng nghĩ nè 30 cũng chỉ là cái tuổi thôi có gì đâu mình lạc quan là được nhưng mà không có bắt đầu 29 30 bắt đầu em nhận thấy rõ đó tại sao mà em bị khủng hoảng đó là tại vì ở bên ngoài lúc nào cũng vui nhưng mà ở bên trong em cảm thấy cái bộ máy vận hành ở bên trong của em á <laughs> nó bắt nó, đầu yếu dần đúng rồi nó thiếu dầu ví dụ nó thiếu collagen, nó thiếu estrogen, nó thiếu tùm lâm hết các em cũng ngồi search Google, em phát hiện ra rằng là Người não bộ của mình á sau 30 nó cũng bắt đầu nhỏ dần đúng rồi. một số phần cho Thật nên là... mình bị giảm trí nhớ đó mình lại mau quên mình lại kiểu mà nói gì qua rồi cái không nhớ rồi cái kiểu mà đầu óc cứ đôi khi nó bị mù mờ nó bị lơ mơ lơ mơ nó không có còn được nhanh nhảy nó nhảy số nó không nhanh được như ngày xưa nữa thì chị chị có cảm thấy điều đó ở bản thân của chị không chị cảm thấy điều đó ở bản thân của chị nhưng mà chị cảm thấy đó là một điều quá đổi bình thường đối với một con người nhưng mà không biết là em có không nha nhưng mà chị có có nghĩa là chị không có quan tâm đến cái 30 tuổi của chị. Nhưng chị quan tâm với cái cái số tuổi của ba mẹ chị ngày lớn hơn số ừ. tuổi chị. Có một lần là chị vô tình mẹ chị đang làm đồ ăn thôi, cũng như thường ngày thôi thì chị cũng lại chị cũng nói là nói chuyện nói chuyện nói chuyện với mẹ thì chị thấy cái tai mẹ của chị đang lột những cái tép hành tép tỏi đó, lột 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 cái tự nhiên chị nhìn vô cái tai mẹ chị thấy tai mẹ của chị có quá nhiều cái đốm đồi mồi, đồ mồi, có nhiều cái nếp nhăn, cái nó không có giống như ngày xưa lúc mà chị ngồi, chị nói chuyện với mẹ chị rồi chị thấy cái tay của mẹ chị nó là vẫn còn trắng, nó vẫn còn căng ra, thì tự nhiên lúc đó trong lòng chị nó bị nó bị chậm là một nhịp và chị suy nghĩ lại làm khi mà tuổi mình càng lớn thì ba mẹ mình nó càng càng ba mẹ mình tuổi càng lại càng lớn hơn nữa thì lúc đó cái nỗi lo của chị là không phải là lo tuổi ba mươi của chị chị yếu dần mà chị là chị cảm thấy là ba mẹ chị yếu hơn và giống như em nói cái bộ máy ở trong cơ thể của mình nó sẽ qua 30 tuổi nó sẽ chậm đi nó sẽ bị thiếu này bị thiếu kia vậy thì ba mẹ mình ở tuổi 60 70 nó còn chậm hơn đến mức độ nào nữa thì cái đó là cái mà chị mới đáng lo hơn cái tuổi 30 của chị Vậy em hỏi chị nha, ba mẹ chị từ xưa đến bây giờ có bao giờ hỏi chị là Tại sao 30 tuổi rồi con chưa có ai đồng hành không? Chưa bao giờ Cũng chưa bao giờ đề cập về việc đó, cũng không bao giờ hỏi chị Cũng không mong muốn là chị, muốn không mong muốn chị có một sự ổn định về mặt hôn nhân Có thể là ba mẹ chị có mong muốn đó Nhưng ba mẹ chị không có nói ra với chị tại vì anh chị của chị đều có vợ có chồng và có con hết rồi thì với bản thân chị chắc là ba mẹ chị thoải mái hơn một chút xíu và không có ép cái chuyện đó cho nên là chưa bao giờ ba mẹ chị đặt ra cho chị những cái câu hỏi là sao chưa lấy chồng sao chưa lớn tuổi rồi lấy chồng đi để đẻ con sao chưa đẻ con rồi này kia ba mẹ chị không đặt ra câu hỏi đó câu hỏi đó nó chỉ đến từ bạn bè ừ. nó chỉ đến từ những cái người thân những người bạn những người xung quanh thôi chứ không đến từ gia đình chị có một cái khoảnh khắc nào đó chị hỏi bản thân chị là chị có sợ sau này chị cô đơn không uhm, có chứ nhiều lần chị sợ chị cô đơn chị sợ là à bây giờ mình chưa có chồng rồi lỡ như xui xui chứ mình không có chồng luôn <laughs> cái xong cái, cái, cái lúc đó cái làm sao mình có con mình không có con cái sau này mình lớn tuổi mình già đi rồi ai sẽ là người lo cho mình mặc dù bây giờ chị vẫn lo cho những đứa cháu của chị nhưng mà sau này nó còn lo cho ba mẹ nó nó còn có vợ có con của nó nữa nó đâu thể nào lo cho một bà gì bà cô như chị ừ. cho nên là chị có đặt những cái suy nghĩ đó những cái dấu chấm hỏi ở chỗ đó và chị có nói là à chị lại lấy cái tinh thần lạc quan của chị ra à chắc không sao đâu chắc là nếu năm nay mình không lấy chồng Thì chắc hai năm nữa mình cũng sẽ lấy chồng thôi Kiểu sẽ như vậy Chứ chị sẽ không có nói là À tôi sẽ không lấy chồng luôn Em thì ngược lại Em là một người um, Luôn lo lắng về mọi thứ Ví dụ như uh, 28, 29 tuổi mà em chưa có nhà Rồi em cũng uh, lo là Khi mà em chưa có một cái công việc ổn định Em cũng bị lo lắng Không chị nghĩ cũng cái đó ai cũng bị lo sợ. luôn á Thì chị có bao giờ lo không? Lo chứ nhưng mà may mắn là chắc là do ở mỗi người và tại vì bản thân chị là chị làm gì không có ngừng nghỉ từ cái lúc mà chị gia đình chị xảy ra biến cố và chị phải tự bươn trải cuộc sống là chị không bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi hết tại vì chị sợ chị rất sợ cái cảm giác không có tiền ăn không có nhà ở chị vô cùng sợ cái cảm giác đó cho nên chị không cho phép chị ngừng làm việc chị phải làm việc làm việc làm việc để mà có tiền ví dụ như ngày xưa người ta có thể chê cái công việc này chế công việc kia nhưng mà chị vẫn làm miễn đó là công việc chân chính và chị kiếm được tiền người ta chê ở công việc này tiền ít quá có 500 trăm ngàn có 600 trăm ngàn ta không làm chị vẫn làm mặc dù một ngày chị có 600 trăm ngàn thu nhập còn hơn là một ngày chị nằm ở nhà chị không có đồng nào cho nên là chị đã cho chị một cái thói quen là chị phải làm để kiếm ra tiền mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Cho nên là chị sẽ chị không có bị rơi vào cái tình trạng là à, không có công việc để làm cho nên chị không có bị lo cái đó cho đến bây giờ có thể là có nhiều người người ta sẽ đặt nặng vấn đề à, việc này họ thích họ mới làm họ không thích họ không làm hoặc là công việc họ làm đâm đến thu nhập cao họ mới làm thu nhập ít họ không làm thì đến khi mà không có việc làm thì họ sẽ lo các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú Tại sao mà nó hình thành cái cục mốc tuổi 30, tại sao không là khủng hoảng tuổi 28 mà luôn luôn là khủng hoảng tuổi 20, xong rồi khủng hoảng tuổi 25 và cuối cùng là khủng hoảng mà rõ ràng nhất là tuổi 30, 30. tại vì người ta luôn đặt ra một cái cục mốc đó thì vô hình nó sẽ tạo nó làm trở thành một cái áp lực cho các bạn trẻ. Ví dụ như em đây, khi em hai mấy tuổi em cũng bị áp lực rồi 30 tuổi, gần 30 chưa mua được nhà Gần 30 chưa có xe Gần 30 làm nổi tiếng vậy mà chưa có xây nhà được cho ba mẹ Gần 30 uh, chưa có một cái gì ổn định hết Thì chị nghĩ cái thành công của một người 30 tuổi có phải nằm ở những cái đâu? Chị nghĩ là với bản thân chị thì chị thấy là nó không dựa vào những cái cột mốc mà xã hội đề ra như vậy Nó phải dựa vào cái xuất phát điểm của mình như ngay từ đầu chị nói mình phải biết là mình đang là ai và mình đang đứng ở cái vị trí nào để mà mình cố gắng nếu như ngày hôm nay bạn đã hơn ngày hôm qua rồi thì có nghĩa là bạn đang phát triển nếu như mà một năm trước bạn không bằng cái năm nay của bạn có nghĩa là bạn đang phát triển mọi người hay hỏi chị tại vì chị không suy nghĩ nhưng mà có quá nhiều người hỏi chị à khi mà thấy bạn bè có những thành công bằng tuổi mình đồng chân lứa với mình có những thành công như vậy bạn có thấy buồn có thấy chạnh lòng hay không không biết là em có gặp câu hỏi đó hay không Thì chị cảm thấy là chị nói không Vì tôi không phải là cái người đó Cái xuất phát điểm của tôi không phải là cái xuất phát điểm của người đó Ví dụ như ngày xưa khi chị mới lên Sài Gòn này Chị sống, chị không có nhà cửa gì hết Chị từ hai bàn tay trắng Cho đến lúc chị thuê được một cái chỗ ở Với giá 500 ngàn Là chị ở chung với 10 người trong một căn nhà rất là nhỏ Tối nằm ngủ như cá mồi sắp lớp vậy đó chỉ là khi mà tối tới giờ ngủ ngủ một cái là không có đường đi nha nguyên cái nhà là không có không còn đường nào đi muốn đi là phải đi lên người nhau á bước qua nhau để mà đi ba năm sau chị ở được một căn nhà trọ với giá 2 triệu đồng có nghĩa là chị vẫn đang phát triển mặc dù nó chậm nhưng mà chị vẫn đang phát triển và đến một năm sau chị thuê được một căn chung cư chị ở rồi đến hai năm sau chị mua được một căn chung cư đó là một cái sự phát triển và cái xuất phát điểm của chị có phải là nó đã khác bây giờ không cho nên là mình đừng có đặt ra một cái gọi là theo cái xã hội đang đặt ra cho mình một cái tiêu chuẩn nào đó và bắt buộc tôi phải đu theo cho bằng được cái tiêu chuẩn đó mà hãy coi là cái bản thân bản thân mình mình có phát triển từng ngày hay không mình đặt ra cái mục tiêu cho mình rõ ràng hơn là mình lấy cái mục tiêu của xã hội làm tiêu chuẩn gốc tại vì khi mà bạn đu theo cái tiêu chuẩn xã hội nhiều khi bạn không làm được bạn không theo được rồi bạn lại chán nản Rồi bạn lại mệt mỏi Rồi bạn lại bỏ cuộc Rồi bạn không làm được gì hết Bạn cảm thấy cuộc sống này quá bế tắc Cuộc sống này quá nhiều điều phiền phức Tại vì với quan điểm của chị là Mình chỉ có một lần để sống trong đời Và mình phải sống cho đáng Kể cả từng ngày của mình cũng phải đáng Mình sống là phải vui trước đã Từ lúc nào Hoặc là có một câu chuyện gì Mà giúp cho chị nhận ra được những cái điều này Câu chuyện năm 20 tuổi đó năm 19 20 tuổi, khi mà bản thân chị tự phải lo hết tất cả mọi thứ cho cuộc đời chị và chị cảm thấy lúc đó như trời sập xuống và chị phải đứng lên cho bằng được, phải vươn lên, mình không được khuất phục trước cái, những cái khó khăn của cuộc sống này. Em bắt đầu nhận thức ra những cái điều này á nó cũng khoảng 2 năm nay thôi. Tại vì ngày xưa thì em cũng sinh ra trong một cái Hoàn cảnh giống như chị Một cái xuất phát điểm là Đối với em tiền nó rất là quan trọng Để có thể trang trải được cuộc sống à, Em cũng sau này em cũng muốn Khi tuổi trẻ em sẽ thích chứng minh mình Là với cái nghề này à, Mình từ bỏ con đường đại học Thì mình vẫn có thể thành công Bằng cách là mình có thể An toàn về tài chính à, Ổn định Có nhà, có xe à, Cho nên đâu đó nó sẽ vô hình Tạo thành cái áp lực cho bản thân của em Thì đến khi mà em mua được nhà mua được xe Nhưng em vẫn cảm thấy em nó chưa vẫn đủ. chưa đủ Cho đến năm em 28 tuổi Và thời điểm hiện tại Em không có nhà Em cũng không có xe Nhưng em sống hạnh phúc hơn và vui hơn lúc mà em đang có nhà mà em có xe thậm chí cái tài sản của em cái số hồi em 28 tuổi nó nhiều hơn bây giờ nhưng bây giờ em lại cảm thấy em ngủ ngon hơn Em vui vẻ hơn, em ăn ngon hơn Em không áp lực với cuộc sống này Đúng, từ đó em mới bắt đầu nhận thức ra rằng là Thật ra cái thành công của một người 30 tuổi á, Nó không có dựa trên những cái tài sản mình có Hay là cái số ngân hàng mà mình đang nắm giữ Hoặc bao nhiêu cuốn sổ hồng, hoặc bao nhiêu chiếc xe Hoặc là mấy trăm cái giỏ Hoặc là sự nổi tiếng của mình nó chỉ đơn giản rằng là cái sự thành công đối với em là mỗi một ngày ba mẹ em sống có khỏe mạnh hay không em có ngủ ngon hay không những người xung quanh của em có vui vẻ có hạnh phúc hay không có ai đang gặp khó khăn hay không cái điều đó là cái điều mà em luôn muốn là những người mà xung quanh em sẽ vui vẻ sẽ luôn lạc quan nhưng mà cái điều đó thì trước đây em không có nhận ra được còn may mắn là bản thân chị chị đã cảm nhận được điều đó từ rất lâu rồi. Cho nên là chị luôn gọi là mình sống vui, sống trọn mỗi ngày. Nếu thật, thật sự không thể nào mà ngày nào mình cũng vui hết cái đó là nói xạo tại bản thân con người phải có những cái lúc buồn, nhưng mà chị rất là dễ để mà vực dậy tinh thần của chị bằng nhiều cách. Ví dụ như có những khi chị buồn lắm, chị áp lực về công việc có nghĩa là công việc nó bị quá tải với chị và chị chị đặt giống là tại sao ngày nào tôi cũng phải đi làm nhiều giờ đến như vậy tại sao tôi phải cực khổ đến như vậy để kiếm tiền để này kia nọ tại sao tại sao lại như vậy có có nhiều khi mình bị ức mình bị ức trong công việc này kia người ta đối xử với mình không ok rồi mình bị tức này mình đóng cửa phòng lại mình khóc cho đã rồi xong là thôi không 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 nghĩ đến chuyện đó nữa để mà không buồn nữa tại vì bên ngoài có rất là nhiều những cái người làm mình buồn, thì mình tổn thương nhưng mà mình cứ nghĩ đi, họ không sống cuộc sống của mình. Mình mới là người làm chủ cuộc sống của mình và cuộc sống của mình có vui hay không là do mình. Có hạnh phúc hay không cũng do mình. Và mình cảm thấy hài lòng hay không cũng do mình. Nếu mà có một lời nhắn gửi cho những bạn chuẩn bị là trước 30 tuổi có thể là 22, 25 hoặc thậm chí như chị Buka là 20 cũng sẽ đến lúc các bạn sẽ đến cột mốc 30 thì chị sẽ nhắn gửi điều gì? với những cái gì mà gọi là mình Buka, bản thân Buka đúc kết được và mình đã trải qua rồi thì Buka cảm thấy là các bạn cứ hãy cố gắng làm việc hết khả năng của mình có thể để mà sau này khi mà nhìn lại mình sẽ không cảm thấy hối hận về những cái gì mình đã bỏ lỡ cả và cứ hãy sống vui mỗi ngày. Nếu như mình mình đừng nhìn vào cuộc sống của người khác để mà mình sống mình đừng nhìn vào bất cứ một Điều gì thành công của người khác Để mà mình có thể gọi là mình ghen tị hay mình ghen tức hay là mình phải bố bộ, tôi phải làm được như vậy mà mình hãy cố gắng phấn đấu từng ngày từng ngày để mình đạt được những gì mình mong muốn. Cái đó mới là cái quan trọng nhất. Đây cũng là những cái lời chia sẻ rất là ý nghĩa à, và từ câu chuyện của chị Buca cũng như Minh Tú thì cũng muốn truyền tải đến một thông điệp là ai rồi cũng sẽ bắt đầu bước đến cái tuổi 30 và chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cái tâm thế vững vàng, hãy đón nhận những cái thử thách trong cuộc sống nhưng mà hãy luôn dùng một cái thái độ tích cực để mà đối diện với nó và vẫn tâm bước qua nó. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú cảm ơn tất cả các bạn đang lắng nghe chuỗi podcast nhật ký ban công là một dự án mà minh tú chọn để thực hiện năm 2023 mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về email nhật ký ban công amoc@gmail.com các bạn có thể theo dõi trên kênh minh tú official voice fm hoặc là vion à, chủ đề tiếp theo đó chính là ổn định hay là tự do bây giờ vô chủ đề này trước khi nói với câu đó mình sẽ nói về tình yêu đối với chị nha yêu trước 30 tuổi và yêu gần 30 tuổi nó có khác nhau à, với chị đó là lần đầu hay là lần thứ hai thứ ba nó mới khác nhau đó. vậy hả ừ. chứ đối với chị số tuổi nó sẽ không quan trọng nó không quyết định gì về ở tình yêu cả nhiều khi những người 30 tuổi, 40 tuổi họ vẫn yêu Những cái mối tình đầu rất là trẻ con Thì sao? Tại vì chị đã từng thấy như vậy rồi Họ vẫn rất là trẻ con nha Họ vẫn đi ăn kem với nhau nè Họ vẫn hẹn hò nhau cái kiểu Rồi giận hờn nhau cái kiểu Rất là trẻ con luôn á, rất là tuổi teen luôn á Vậy hả? Cho nên là đó là mối tình thứ mấy mới là quan trọng Tại vì mối tình thứ nhất của chị nó khác mối tình thứ hai nha, và mối tình thứ hai nó khác mối tình thứ ba nha. Chị cảm thấy ở mỗi mối tình nó sẽ khác nhau về cái thái độ của chị đối với cái mối tình đó. Vậy quan điểm trong tình yêu của chị ở 30 tuổi và trước đó nó khác nhau không? Có thể là sẽ khác nhau, nó khác nhau về cái cái định hướng của chị. Ví dụ như trước 30 tuổi chị yêu người đó, chị đang nghiêm túc đó, nhưng chưa chắc gì. Chị nghĩ là chị sẽ lấy người đó. Chị vẫn nghiêm túc với họ nhưng mà chưa chắc gì là chị nghĩ ở à đây sẽ là chồng của tôi và tôi nhất định phải lấy người này. Như sau 30 tuổi, nếu chị đến với một mối quan hệ nào đó thì chị suy nghĩ chắc chắn chị sẽ lấy người đó thì chị mới đến. Tại em vì... em em thì khác chị lắm nha. Em tự do hả? Không. Em không biết có ai giống em hay không hay là em là một cái cá thể nó rất là dị biệt. Khi trẻ em sẽ yêu điên cuồng hơn là khi em bắt đầu trưởng thành như bây giờ em vẫn yêu nhưng mà em không có yêu đâm đầu như hồi xưa nó nó được diễn ra rất là rõ bằng những cái điều thực tế nhất khi mà hồi xưa yêu nhau á có cái gì giận á là sẽ cãi nhau cho bằng được giải quyết cho bằng được còn bây giờ không cãi nhau nữa sao không được ngày xưa lúc nào mình cũng sẽ nhắn tin cho người đó hoặc là người đó nhắn tin cho mình anh yêu em em yêu, yêu anh em nhớ anh gì đó còn bây giờ là mình sẽ dặn là ừ làm này làm kia làm nọ hoặc ngày xưa mỗi lần có cái um, dịp gì tới sinh nhật mình sẽ luôn luôn mong muốn cái sự lãng mạn mua quà cáp nhưng bây giờ đổi lại thì em lại cảm thấy nó cũng không quan trọng bằng cái um, cái, um, cái cái việc ý nghĩa mà người ta làm cho mình chị nghĩ là cái này nó nằm ở quan điểm về tình yêu của mỗi người á chứ nó sẽ không quy định đâu tại vì em nghe có ai có ai định nghĩa được tình yêu không? Không, đó là có nghĩa là không ai định nghĩa tình yêu và tình yêu nó không có một cái khuôn khổ gì nhất định hết. Có thể người này yêu cách này, người kia yêu cách kia, có thể là bản thân chị một mình chị đã có mấy định nghĩa về tình yêu rồi. Mỗi một mối tình là chị có một định nghĩa về tình yêu đó. Nói gì là mình có một cái định nghĩa chung đúng không? Cho nên là không có ai có một cái định nghĩa cho tình yêu rõ ràng hết và mình cũng không có cái chuẩn mực nào là để mà quy định là ờ uh, Tôi phải yêu như vậy ở cái lứa tuổi này hoặc ở lứa tuổi khác tôi phải yêu như vậy mà là ở cảm xúc ở mỗi người. Nhưng mà trong cách yêu mình phải yêu khác chứ chị, không lẽ mình trong... cũng yêu giống. Trong cách Để... yêu thì chị nói với bản thân chị thôi nha thì là ba mối tình chị sẽ yêu khác nhau. Ừ. Ừ, cái thái độ của chị đối với um cái người cái gọi là đối tác hả cái người cái bạn người bạn đồng hành ừ, người bạn đồng hành của mình đó cái thái độ của chị đối với cái người bạn đồng hành của chị trong mỗi mối tình là nó sẽ khác nhau và nó khác ở cái điểm là chị rút ra được những cái kinh nghiệm những cái bài học ở những mối tình trước chứ không phải về cái độ tuổi ừ sao em em bây giờ yêu khác hồi xưa lắm ngày xưa em cuồng nhiệt cuồng nhiệt tính toán như con khùng gì đó còn bây giờ không có đâu em là người sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại em không có thích cãi vã em không có thích tính toán quá nhiều em rất là cân nhắc trong mọi hành động và lời nói của em bởi vì em rất không muốn nó xảy ra những cái việc mà nó không đáng hồi trẻ thì đối với em có thể quan điểm em khác với chị hồi trẻ quen người này không hợp chia tay quen người kia không vui bỏ em giống như là cả thèm chóng chán nhưng đến một cái thời điểm em cảm thấy là nếu mà em tìm được một người mà em cảm thấy ổn định rồi á, em sẽ cố gắng học cách chấp nhận và yêu người đó. Trong tất cả những cái mối tình mà em đã trải qua á, cái người mà bướng bỉnh hoặc là cà giật nhất là em. Em là em. Ừ, tất cả các mối quan hệ nó kết thúc bởi vì em. Vậy thì... Nhưng nếu như cái người hiện tại mà em gặp hồi trẻ chắc chắn là nó đã banh rồi. Ừ. Nhưng mà tại vì may mắn là nó gặp ở thời điểm này Ví dụ như bây giờ nha với cái mối quan hệ hiện tại mà em cảm thấy là uh, em có thể chấp nhận em có thể hài lòng em có thể uh, vui với cái mối quan hệ đó thì cái điều gì người đó đem đến cho em mà em cảm thấy vui nhất em cảm thấy an tâm cái điều gì đó mà từ lúc yêu nhau tới giờ mà người ta cảm thấy là người ta làm cho em mà em cảm thấy vui nhất và hạnh phúc nhất từ ngày đầu tiên ừ. em gặp bạn đó cho đến thời điểm hiện tại nhưng mỗi lần tụi em gặp nhau thì cái ly nước lọc nó luôn nằm ở đầu giường của cái đầu giường nằm của em ừ. từ cái ngày mà em gặp bạn đó đến tận bây giờ bởi vì á em là một người không thích uống nước và ban đêm á em hay khô họng và em sẽ lười đi ra khỏi cái giường để lấy nước thì bạn đó sẽ luôn để cái ly nước hoặc cái chai nước kế bên đầu giường em đó là cái điều nó không bao giờ thay đổi và em cảm thấy nó là một cái điều lãng mạn nhất trong cái cuộc tình của em Ừ. ngoài ra em cảm thấy cái cách bạn đối xử với ba mẹ em và gia đình của em nó rất là tử tế và là một người có trách nhiệm thì khi mà em chia sẻ như vậy thì mình cũng hình dung ra được nha, bản thân chị cũng hình dung ra được là em chọn cái thái độ đó đối với cái người bạn đồng hành của em như vậy là đúng tại vì cái người đó cũng có một cái tính rất là điềm đạm chứ không có sốc nổi giống như em ngày xưa một cái người cũng là điềm đạm với em và cũng rất là ân cần rất là chu đáo rất là gọi là ấm áp với em thì dĩ nhiên là cái thái độ của em đối với người đó nó cũng sẽ nhẹ nhàng và ấm áp chứ người ta đâu có kiếm chuyện với em đâu mà em gây lộn với người ta nhưng mà chị có biết cái người đó là người hồi xưa trap phải không không thì <laughs> đâu biết đâu <laughs> thật ra yeah. em sẽ giống như chị hồi vậy bây giờ ngày xưa em thích sự tự do lắm em không bao giờ nghĩ về chuyện lập gia đình em cũng không có bị áp lực về việc đó nhưng đến khi em gặp cái người này khoảng một năm rưỡi bắt đầu sau nhiều chuyện nó xảy ra uh, em ngồi em suy nghĩ lại là em đang gặp một người hội tụ được những cái yếu tố nó phù hợp để em lấy làm chồng và làm cha của con em và lập gia đình thì tất nhiên nó phải có tình yêu trong đó rồi chị ờ, Thì bắt đầu Bắt đầu từ cái giây phút đó Em ấy bắt đầu suy nghĩ rất là nhiều Là cái câu của em là Ổn định hay là tự do Có mấy lần mà mình đi uống, uống bia Rồi xong mình đánh bia Có một lần Là cái lần mà em có hỏi chị một câu 30 tuổi rồi Chị nghĩ là em nên ổn định hay là tự do Xong em cũng chia sẻ Cái câu chuyện đó cho chị Chị bây giờ chị có chị có câu trả lời không với bản thân của chị thì chị muốn hỏi đây một câu là em thích ổn định hay là tự do em không biết nữa cho nên đó. Em mới hỏi chị cái quan trọng là em phải thích cái gì đã tại vì đó là cuộc sống của em chị không thể nào quyết được cuộc sống của em ví dụ như chị nói tôi chọn ổn định em phải ổn định đi em nhất định phải ổn định đi nhưng mà bản thân em em thấy mà ổn định em không vui em cảm thấy ờ tôi còn nhiều thứ phải làm ngoài kia quá mà bây giờ bắt tôi ổn định ở trong đây không được không được thì cũng đâu có được đúng không hoặc là chỉ là em tự do đi em phải tự do em phải ra ngoài em phải làm hết những cái gì em thích đi đã xong mà trong lòng em em cảm thấy ba mẹ tôi cần tôi phải ổn định gia đình tôi cần tôi phải ổn định thì cũng đâu có được đúng không cho nên là bản thân em phải biết là em thích cái gì và thật sự mong muốn cái gì ở cuộc sống của em đã thì em sẽ tự có câu trả lời cho em tại vì với bản thân chị nha, chị có thể đi hỏi ý kiến em, đi hỏi ý kiến của Duy Khánh, đi hỏi ý kiến của tất cả mọi người xung quanh chị về là ờ chị có nên như này nên như kia. Và chị nghe những góp ý của những người bạn thân của chị, những người xung quanh chị nhưng chưa chắc đó là câu trả lời của chị, tại vì chỉ bản thân chị mới biết chị nên như thế nào thôi. Ờ tại vì á, em cũng còn muốn làm rất là nhiều thứ mà những cái điều em làm á em không biết mọi người sao bản thân em em không thể nào vừa ổn định mà vừa ừ. làm những cái việc đó ví dụ như phát triển thêm về sự nghiệp ừ. em muốn đi học em muốn đi du lịch em muốn đi khám phá thế giới em thích làm những cái mạo hiểm nhưng những cái đó bản thân em không đủ khả năng để cover nó cùng với việc em ổn định cùng với một người cho nên lúc nào em cũng sẽ bị lây huy đúng rồi Em em là một người lý trí cho nên ừ. lúc nào em cũng sẽ gặp cái tờ giấy ra và em viết ra nếu như em ổn định em sẽ được cái gì? Em tự do em sẽ được cái gì? Rồi cút của em nhìn vô là cái nào em cũng muốn hết. Dù là dù là nhiều người nói với em rằng đó là nếu mà mình lấy đúng người thì mình sẽ tự do. Yes, nó đúng là bạn của em á không bao giờ cấm cản em làm một cái điều gì hết nhưng mà khi mà chị bước vào một mối quan hệ đi hoặc là xa hơn là mình lập gia đình đi thì tự nhiên mình sẽ phải có trách nhiệm với Đúng cái à. mối quan hệ đó mình không thể nào mà sống như lúc mình một mình được cho nên đâu đó nó sẽ kìm hãm uh, bản thân của mình làm những cái việc mà mình thích em loay hoay đến hai năm hai năm em vẫn chưa tìm được câu trả lời và bây giờ cũng chưa có câu trả lời bây giờ có vẻ sáng dạ hơn một chút sáng xíu à. À. cũng thấy len lói lấp ló một chút khi mà bắt đầu mình lớn lên một chút thì mình sẽ lấp ló là ok thì cái thời điểm đó đối với em là em em suy nghĩ rất là nhiều còn chị thật ra là chị cũng ba mươi mấy tuổi rồi cũng lớn tuổi hơn em nhưng mà chị vẫn chưa lập gia đình thì có nghĩa là chị cũng đang bị lơi hoay giống như em nhưng mà cái lơi hoay của chị nó khác của em là tôi không thể nào tìm ra được lối thoát cái kiểu cái lay hoay của chị nó chỉ đơn giản một điều là ờ chị uh, chưa muốn chị chưa muốn lập gia đình chị chưa muốn là phải uh, tại vì giống như bản thân em em nói là mặc dù người ta cho mình tự do đó nhưng mà mình phải có trách nhiệm ừ. cái chữ trách nhiệm nó quan trọng lắm khi mà mình đã quyết định mình đến với một người nào đó mình đã xây dựng tổ ấm với họ rồi thì bắt buộc mình phải có trách nhiệm với cái tổ ấm đó và mình phải làm cho cái tổ ấm đó nó ngày càng hạnh phúc hơn nữa Chứ không phải là lấy nhau về rồi tự do mạnh ai muốn làm gì làm Tôi cho bạn thoải mái, bạn có cuộc sống riêng của bạn, tôi có cuộc sống riêng của tôi Ok có cuộc sống riêng đó nhưng mà cái cuộc sống chung nó sẽ như thế nào Cái đó là cái mà chị cảm thấy chị chưa muốn Nhưng có bao giờ chị hỏi bản thân chị là vậy thì, vậy thì khi nào là chị muốn không? Ờ chị không, chị chưa chưa hỏi bản thân của chị là khi nào chị muốn. Nhưng mà nếu mình cứ để như vậy hoài thì từ chừng nào mình mới tìm được câu trả lời. Tại vì chị chưa muốn cho nên chị không tìm câu trả lời là vậy đó. Còn em hay hỏi chị là trời ơi chị ơi, chị lớn tuổi rồi, chị phải sinh em bé đi. em lúc trước em em hay yes, nói chị đó. Đó là cái điều chị, mà em luôn đó. luôn hỏi chị mà tại sao là em rất là cân nhắc về cái việc em hiểu rất là rõ là hôn nhân nó không phải là một cái quyết định hạnh phúc hay thành công của một người phụ nữ mà quan trọng là mình có tìm được người phù hợp hay không. Ừ. Cái người đó mình có hạnh phúc trong cái cuộc hôn nhân đó hay không chứ mà bây giờ mình lấy 30 tuổi cái mình vội vàng mình lấy chồng, mình lấy một người mà về mình không hạnh phúc, mình uh, cô đơn trong chính cuộc hôn nhân đó của mình thì nó cũng không đáng và mình cũng không cần phải làm điều đó. Ừ. Nhưng cái của em tại sao mà em luôn em đi đó, em bay bổng đó nhưng mà lúc này em cũng bị giật ngược về là bởi vì <laughs> em tìm được một cái người partner nó hội tụ những cái yếu tố đó nó không quá là mọi về mọi điểm nó không phải đề điểm 10 nhưng mà tất cả mọi điểm khi mà em nhìn nhận em là người lý trí nha chứ em sẽ không có yêu mà kiểu như yêu là được không có đối với em là yêu rồi tất cả mọi thứ phải viết ra để một người mà phù hợp để lập gia đình là về mặt văn hóa về mặt cái cá tính về mặt kinh tế về mặt tư duy về mặt chuyện chăn gối về mặt tuổi tác xem nó có phù hợp với em hay không em là một người nó ai mà nói em thực tế thì em chấp nhận nếu như em 28 tuổi em sẽ tiếp tục yêu vậy nhưng mà bởi vì em cảm thấy sức khỏe của em bên trong em là một người sẽ muốn có con em muốn lập gia đình bởi vì em muốn có con và em cũng tìm hiểu rất là nhiều là nếu như là mình lớn để lớn quá mình có con sẽ rất là khó. Tất nhiên là mình đọc rất là nhiều về công nghệ nó phát triển rất là ừ. nhiều. Rất là nhiều người phụ nữ xung quanh mình 39 40 có con, đó là tại vì mình chỉ quan tâm vào những cái case 39 40 tuổi có thể có con được nhờ công nghệ. Nhưng có rất là nhiều case mà họ đã làm nhưng mà nó họ không đủ để mà nó bám vào cái thành tử cung của họ, nó không thành công. Đến một ngày gần đây nhất em đi khám tổng quát thì cái anh bác sĩ đó hỏi em một câu năm nay em bao nhiêu tuổi thì em nói là em 32 tuổi em có định có con không cái em nói là em có chứ vì vấn đề gì tại sao em chưa có con em chưa tìm được người đồng hành hả Hay em chưa tìm được tại sao em em chưa tìm được đúng người hả nó không hiện tại thì em nghĩ là em cũng tìm được đúng người rồi về mặt kinh tế em không đủ có kinh tế đó dạ không em nghĩ là em ổn định Vậy tại sao có con dạ tại vì em ham chơi ờ vậy ảnh mới hỏi em nha vậy thì em nghĩ là em làm đến bao giờ thì nó đủ và đến khi nào thì em cảm thấy là em muốn và đến khi nào là em em nói là em muốn làm này làm này nhưng mà tới khi em làm cái này em sẽ tới cái đỉnh này em sẽ muốn, muốn tiếp tục tiếp tục tiếp tục nữa đúng rồi thì cái điểm dần của em ở đâu nếu như em có muốn có con và em đang có những thứ nhất là em tìm được đúng người Thứ hai, em ổn định về mặt tài chính Thứ ba, em vừa đủ trưởng thành để trở thành một người mẹ Thì em nên cân nhắc về việc có con sớm Bởi vì nó vừa tốt cho mẹ và con Mà sau này khi em có con trễ, sức khỏe nó không tốt nè Và em không có nhiều thời gian dành cho con em Ví dụ như con em, bây giờ 40 em mới đẻ đi Con em 10 tuổi, em 50 rồi làm sao mà em chạy theo nó được hoặc là nó hai chục tuổi nó có những trải nghiệm nó muốn đi leo núi đi phượt này nọ em 60 tuổi làm sao mà em đu theo nó được thì tự nhiên lúc đó nó sẽ bị khoảng cách thế hệ cái tự nhiên em về em cũng suy nghĩ rất là nhiều chị xong rồi em le lối có cái đường ra cho em rồi hả em le lói mới rủ chị đó <laughs> nhưng mà tại vì em lên nói chưa xong nên suốt ngày em gặp chị em kêu là chị ơi, có à, con đi, có nghĩa là em chưa xong cuộc đời em em cứ xúi chị đi trước đúng không? đúng rồi. Xúi chị, chị đi, đi trước để, để trải nghiệm, <laughs> để yeah. trải nghiệm để em đi sao? nhưng mà thật sự thì cái cái cuộc nói chuyện của anh của anh bác sĩ đó với em đó là một cái cuộc nói chuyện ý nghĩa và nó làm thức tỉnh rất là nhiều người như chị em chúng ta là những người mình luôn muốn làm thêm cái này thêm cái kia nhưng mà giống như anh bác sĩ đó nói thêm bao nhiêu mới là đủ đến bao giờ mới là cái điểm dừng của mình tại vì với bản thân những cái người mà đã đi từng cái bước nhỏ để được như mình như bây giờ thì chắc chắn sẽ không ai bỏ cuộc nữa chừng hết và họ luôn muốn cố gắng để đi hơn nữa hơn nữa hơn nữa vậy thì bao nhiêu mới là đủ thì khi mình nghe câu chuyện của em chia sẻ rồi thì chị cũng có một chút nhói nhói trong lòng nha không trừ khi là chị <laughs> thứ nhất là chị phải muốn có ấy, đúng rồi còn tại vì nó phải có những cái yếu tố về là phải muốn có, muốn có đầu tiên là mình muốn có thứ hai là cái người đồng hành đó. của mình cũng đã có đúng kinh tế kinh tế đã có thì thật sự là mình cũng phải nhìn đi cũng phải nhìn lại là mình cũng phải nên á chị thì chị cũng muốn nhưng mà đôi lúc cũng giống như em á tại vì khi mình đã ở qua cái tuổi 30 rồi, khi mà chưa 28 tuổi á, là chị nói là chị 28 tuổi chị sẽ lấy chồng á, rồi tới 30 tuổi chị sẽ sinh con á, đó là cái mục tiêu định hướng của chị đặt ra nha. Nhưng khi tới 28 tuổi rồi, chị vẫn chưa lấy chồng và lúc đó chị cũng không có muốn lấy chồng. Cái chị quên bận có phải là do lúc đó chị đang đam mê vào công việc không? Ừ, lúc đó là chị chưa tìm được người hợp với bản thân chị và Chị chưa tìm được một người là chị cảm thấy là họ có thể là chồng chị và ừ. là cha của con chị sau này. Thì sau khi mà qua cái tuổi 28 tới cái tuổi 30 rồi, quá cái tuổi 30 luôn, chị quên hẳn cái điều đó luôn. Chị bị cuốn vào công việc và chị quên đi cái điều đó và chị cảm thấy cuộc sống chị đang rất là vui. Chị đi làm rồi chị có mối quan hệ bạn bè rồi chị cũng có mối quan hệ tình cảm. Chị cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc với cái mối quan hệ tình cảm đó. Và chị bị quên bẩn đi cái chuyện là tôi phải lấy chồng, phải sinh con chị bị quên đi cho đến lúc mà gặp em cũng là gặp em <laughs> em là ngọn ngành tất cả mọi chuyện trong cuộc đời chị sau 30 tuổi Có nghĩa là chị qua luôn cái 30 tuổi rồi Chị tới cái lúc mà 32, 33 tuổi rồi Thì em là cái người khơi dậy cho chị cái chuyện đó Chị ơi, chị phải sanh em bé đi Phải sanh em bé trước 35 tuổi Tại sao chị chưa lấy chồng, với chưa sanh em bé nữa Mà chung, ba mẹ chị không hối thúc Và em là cái người khơi cho chị cái chỗ đó Và chị lại bị lăng tăng giống như em mà thật sự cũng có, chị nghĩ là ở ngoài xã hội có rất là nhiều người giống như chị đó họ 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 cảm thấy cuộc sống họ đang vui họ cảm thấy hài lòng với cuộc sống của họ và họ đã quên mất quên mất cái tuổi của mình và quên mất cái chuyện là mình phải lập gia đình phải sinh con phải, để là tốt cho con với mẹ họ quên đi cái chuyện đó không chỉ phụ nữ đâu nha, khi mà đàn ông thì cũng vậy, khi mà bắt đầu 30 tuổi mà mình bắt đầu tự lập về tài chính, mình tự do, cái bắt đầu mình không còn muốn kết hôn, mình không có suy nghĩ và mình không có nghĩ về cái việc đó luôn. Mình chỉ cảm thấy ờ ừ, tôi trong một mối quan hệ tôi cảm thấy vui là đủ, nó có tốt không? Uhm, tốt hay không nó phải tùy thuộc vào ở mỗi người. Cái thái độ của mình đối với cái, cái 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 mối quan hệ đó, cái chuyện đó như thế nào, cái cuộc sống của mình như thế nào thôi mình không thể nào nói cái điều nào trên đời này không có cái gì là tuyệt đối, không có tất cả đều là tương đối hết. Nó có thể tốt với em đó, với cuộc sống của em, với cái kinh tế của em, với mối quan hệ của em nhưng có thể nó sẽ không tốt với chị hoặc với một người nào đó về cái cuộc sống, về cái mối quan hệ, cái kinh tế của họ đang có. Ừ. Em cũng nghĩ ừ. là đúng. Trong trên... cuộc sống này không có đúng hay sai, đúng rồi. không có mối tình đó đúng hay sai người đó tốt hay xấu mà chị đơn giản là có phù hợp có với, phù hợp hay với không? mình hay không? Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Có bao giờ chị thất bại trong tình yêu không? Có. Có chứ. Chị đâu đồng... Chị đâu phải là Covid hay là ông tơ bà nguyệt đâu mà không Nhưng thất mà bại em trong tình yêu. Nhưng em thấy chị rất là lạc quan giống như là em cảm thấy là chị hiểu biết rất là nhiều chị. Ờ, một người như vậy thì chị có bao giờ thất bại trong tình yêu không? Ờ, có, chị có thất bại trong tình yêu nhưng mà cái thất bại của chị làm chị yêu người ta quá hết lòng. Ừ. Rồi mà chị chưa bao giờ bị gọi là chị chưa bao giờ bị cấm sừng nha chưa bao giờ bị người thứ ba xen vào giữa mối tình của chị nhưng cái thất bại của chị là chị chưa chọn được một cái người phù hợp với chị mà ngay từ đầu chị cứ nghĩ đó là phù hợp đó là cái thất bại mà chị mới nhưng mà ở mỗi mối tình nó dù cho thất bại hay không á chị cảm thấy nó đều cho chị những cái điều rất là tốt những cái điều rất là hay những cái điều mà sau này chị có thể áp dụng vào những cái mối tình sau để mối tình sau của chị nó tốt hơn. Ví dụ như dù cho có chia tay đi nữa thì với những cái mối tình trước của chị nó chia tay nó không đi đến một cái kết có hậu, có nghĩa là nó đã thất bại rồi, nhưng mà trong cái khoảng thời gian yêu nhau và đến với nhau thì hai người cũng đã rất là hạnh phúc, cũng đã rất là vui với cái mối quan hệ đó thì thì mình chỉ cảm thấy là ờ à, mình cũng cảm ơn cái người đó đã xuất hiện trong cuộc đời mình, đã làm cho mình có khoảng thời gian đó hạnh phúc và mà dù là mình không phù hợp để mà đi đến cuối thôi về tư duy về cái suy nghĩ về cái quyết định chọn lựa cái con đường tiếp theo về cái tương lai của hai người nó sẽ không cùng chí hướng với nhau thì bắt buộc nó phải tách rời nhau thôi thì cái đó là cái thất bại của chị đó ngoài thất bại trong tình yêu thì trước 30 tuổi chị có một cái thất bại nào mà nó là thật sự là thất bại của chị không Chị nhận nó là cái thất bại của chị Chắc có lẽ với bản thân chị Chị là một người khá là lạc quan á cho nên là cũng sẽ có những cái thất bại nhưng mà đối với chị nó không không lớn nó quan trọng nó nằm ở cái thái độ của chị đối với cái sự việc đó thôi nó là gì uhm, ví dụ nó không lớn nó đi về công việc thì nó không có rồi là công việc của chị nó đang kiểu mà nó sẽ trên cái biểu đồ là sẽ đi lên đi lên đi lên mặc dù nó đi nó không nó không dốc nó đi lại 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 nhưng mà nó vẫn đi lên còn về cái thất bại của chị thì chị cảm thấy là về mối quan hệ thôi mối quan hệ bạn bè với nhau thôi. Ừ. đó là những cái mà chị cảm thấy là chị thật sự thất bại. chị cảm thấy mình luôn hết lòng với những mối quan hệ xung quanh. đôi khi mình coi những người xa lạ đó giống như là người thân trong nhà của mình, những người anh chị em ruột trong nhà. nhưng đôi khi mình lại bị cái cảm xúc và cái sự việc người ta đưa đến đó, nó không đúng như những gì mình mong muốn và cái mối quan hệ đó nó không còn nữa thì đó là cái thất bại của chị. còn về tình yêu thì mình chấp nhận yêu thì mình chấp khi mình chia tay thì mình chấp nhận chứ chị chưa bao giờ bị cấm sừng cho nên là chị cũng không thấy là tổn thương nhiều lắm rồi về công việc cũng vậy rồi về gia đình cũng vậy nói chung nó cũng mọi thứ nó cũng không có bị đau khổ tột cùng hay là gì hết em có tin là khi mà chia tay tất cả các mối tình trước là chị chỉ khóc đúng một đêm sau khi chia tay thôi là thôi không chị không khóc nữa buồn thì chị có buồn nhưng mà chị không bao giờ khóc có em buồn tính. em có thất bại nào trước tuổi ba mươi cái thất bại lớn nhất của em chắc là trong tình yêu bây giờ em không biết yêu không biết cách yêu hay là không biết không biết yêu và không biết cách yêu không biết yêu em có thể nói rõ hơn không có thể chị hiểu đó nhưng mà có thể nhiều người khi họ nghe em nói vậy họ sẽ không hiểu là không biết yêu là như thế nào nó khó diễn tả quá hình như là chưa bao giờ yêu ai nó giống như vậy nè, tại vì người ta thường, em đọc ví dụ như chuyện hay coi phim đi, nó sẽ có những cái tình yêu sát đánh Ok, em không có, em chưa bao giờ có tình yêu sát đánh Một cái tình yêu mà mình có thể yêu người đó vô điều kiện, em không có, em luôn luôn có điều kiện trong tình yêu Em chưa bao giờ yêu mà đặt cái tình yêu kế một cái gì mà em sẽ chọn nó hết em... Nó sẽ luôn nằm ở cái cái sự lựa chọn cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng trong tất cả các sự ưu tiên của em vô một mối tình đó em hết lòng thiệt em cũng điên em cũng điên cuồng nhưng mà cái điên cuồng đó không phải là vì vì mình yêu người ta mà nó là cái tính cách khùng điên của mình cái drama của mình mình thích nó phải cãi nhau mình thích người ta phải chiều mình chứ mình không có yêu người ta đến cái mức mà mình mất lý trí hoặc là mình đau khổ muốn không ăn tuyệt vọng khóc lóc hay là phải đi năn nỉ để quay lại mối quan hệ đó có nghĩa là em được rất là nhiều người yêu em may mắn được vậy nhưng mà em cũng muốn khao khát là em muốn biết được là cảm giác mình yêu người ta mà kiểu như là hết lòng hết dạ ờ, sống như chết nào. như, như người đúng người ta rồi. ngày xưa là em yêu là em có điểm dừng lắm thương đó mình có thích người ta mình có thương người ta mình có cảm xúc nha nhưng mà lúc nào em cũng bị lôi lại bởi những cái lý trí của em hết tại vì từ nhỏ em sinh ra xung quanh em nơi em sống và nơi em trưởng thành á em chưa bao giờ thấy một cái gì bền vững của hôn nhân á à. em chưa bao giờ thấy một mối tình nào mà nó yêu và nó nó trọn vẹn hết cho nên trước 26 tuổi á em từng thất bại trong tình yêu tại vì một lần á bạn em thất tình xong tâm sự với em em mới nói là sao mình ngu quá vậy không có người này có người khác cái xong rồi nhiều lần như vậy cái nó quay qua nói em tao ngu, còn mày á là một đứa không có giá trị tại vì chưa bao giờ biết yêu là gì. Nên là không có tư cách nói tao ngu. Lúc đó mới nhận ra. Đúng rồi, tại vì em với nó rất là thân cho nên những cái từ đó nó cũng bình thường. Ừ. Nhưng em không có giận nó nhưng mà tự nhiên em nó mới nói, nó tức quá nó mới nói em em không biết yêu là gì á. Có bao giờ mà mày thật sự khóc vì tình yêu chưa? Mỗi lần cãi nhau á mày chỉ khóc là bởi vì mày drama thôi mày khóc gì mày cãi thua người ta thôi đúng rồi hoặc là nó không nhắn tin mày thì mày khóc thôi cái qua ngày mai là mày đã đi chơi với người khác rồi mày có bao giờ biết yêu là gì chưa mày có thật sự là yêu không hoặc là để một cái cuộc đi chơi với người yêu mày hẹn trước một tuần mà ngày mai mày có xô gấp mày chọn gì mày chọn xô chứ mày chưa bao giờ chọn người yêu mày hoặc là chọn người yêu tình yêu và công việc mày chọn công việc tình yêu và gia đình mày chọn gia đình tình yêu và bản thân mày chọn bản thân thậm chí tình yêu và người ở ngoài mày không chọn bè. người ở ngoài chứ mày không bao giờ chọn tình yêu hết và dạ, em thất bại rất là nhiều trong tình yêu Bởi vì người ta luôn nói là Ngoài cái tính cách của em ra Và trong cái mối quan hệ Người ta chưa bao giờ cảm thấy người ta là người được ưu tiên hết Luôn luôn là bị xếp đến sau cùng Nhưng mà khi yêu nhau á Khi mà một tình yêu bình vững rồi Cái người đó có thể trở thành Người đồng hành của mình trong cuộc đời Thì người đó sẽ là gia đình của mình Nhưng khi em về em tâm sự với mẹ em á Thì mẹ em nói với em những cái lời như sau khi mà mình tìm đúng một người á tất nhiên ví dụ mà tình yêu sô cô la thì bỏ qua đi nhưng mà một người mà thật sự mà mình cảm thấy là mình có kết nối đồng điệu và người đó có thể mình thấy được cái con đường mà mình có thể đi cùng với họ ở trong tương lai á thì họ là gia đình của mình cho nên là hãy đối xử với họ và yêu họ như là mình yêu bản thân của mình hoặc là mình yêu gia đình của mình thì bắt đầu từ lúc đó em mới bắt đầu học cách yêu từ những việc đơn giản nhất là không tính toán, không cãi vã nhiều, không có bắt người khác thay đổi vì để mình. được yêu mình, mà mình học cách yêu họ khi mình vừa gặp họ và những cái khuyết điểm đó của họ. thật ra trong tình yêu khi mà mình muốn kiểu mà kết nối với người ta lâu dài thì cái điều quan trọng nhất là giống như mẹ em nói, mình phải coi họ là gia đình của mình, tại vì không có gì bằng gia đình hết đúng không và ở ngoài ở ngoài xã hội thì có rất là nhiều người họ yêu đó mình cũng có rất là nhiều mối quan hệ là mình cảm thấy ồ tôi yêu người đó đó nhưng chưa chắc gì người đó đã là gia đình được với mình họ phải thật sự là mình cho mình họ phải cho mình cái cảm giác nha chứ không phải là mình phải tự mình tự gọi là ảo tưởng à, là ừ người này phải là gia đình của tôi tôi phải đối xử với họ như người nhà tôi như anh tôi như em tôi hay là như người trong nhà của tôi thì mới gọi là tình yêu mà chính họ phải là người cho em cái cảm giác gia đình trước đã đúng rồi. thì lúc đó em mới cảm thấy là à đây mới là một người mà mình yêu thật sự là chị ngày xưa chị cũng bị như vậy á chị cũng bị vậy có nghĩa là có một mối tình cái mối tình đầu của chị chị có cảm giác à, anh này là gia đình của mình có tất cả chuyện gì xảy ra thì mình đều tâm sự được với ảnh hết mình đều có nghĩa là qua cái thời qua cái tuổi qua cái khoảng thời gian mình yêu rồi, tuổi tuổi tin yêu nhau rồi, hẹn hò nữa cái kiểu thì đến cái một cái một cái độ một cái khoảng thời gian là mình xem họ như là người nhà của mình và lúc mà chia tay cái mối tình đó thật sự là chị buồn lắm buồn mà mình cảm thấy thiếu đi một cái gì đó thiếu thật sự trong cuộc sống của mình nha mặc dù chị là người quyết định chia tay nhưng mà chị cảm thấy thiếu lắm và chị nhận ra là anh ấy như là một gia đình của chị như một người ở trong nhà của chị nhưng mà chị nghĩ chắc là không có duyên không có duyên không có duyên số không có duyên phận với nhau thì cái mối tình đó đổ vỡ cho đến cái mối tình tiếp theo chị không cảm nhận được cái anh đó là cái người ừ. trong nhà của chị chị không cảm nhận được anh đó là gia đình của chị chị vẫn yêu anh đó đó đầu tiên là chị phải yêu chị mới đến chứ chị yêu anh đó và chị cảm thấy anh đó cũng yêu chị nhưng mà sao mình không cảm nhận được anh này là gia đình của mình ta cái câu này em nói ra nhiều khi chị sẽ không cảm thấy đúng nha nhưng với bản thân em mình cảm thấy nó rất là đúng người mình chọn lập gia đình đó không phải là người mình yêu nhất đúng mà phải là người phù hợp chính xác hôn cái này chị thấy đúng á tại vì cái người đó phải cho mình cái cảm giác là gia đình và phù hợp với mình và nói chung nó phải phù hợp về nhiều thứ giống như em nói mình không có thể nào bắt người ta phải thay đổi vì mình được đôi khi có những cái điều mà nó quá nó quá không ok thì mình bắt buộc mình cũng phải giúp người ta để thay đổi cũng như bản thân mình có những điều mình đã không gọi là không đúng không ok thì mình người ta mình cũng phải vì người ta mà mình thay đổi chút chút nhưng mình phải chấp nhận những cái điều của người ta những con người của người ta và mình phải xem họ như là người nhà của mình như gia đình của mình thì mình mới có thể tiến tới hôn nhân với người ta được nếu mà được gửi gắm đến những người chuẩn bị bước sang ngưỡng 30 mươi thì chị sẽ tư vấn vì cho họ về việc là ổn định hay là tự do. Cái này thật sự rất là khó nha. Tại vì với bản thân Ukka thì Ukka cảm thấy là ổn định hay là tự do nó phải nằm ở bản thân mình đã mình muốn gì và mình cần gì ở cuộc sống này. Mình tiếp theo của cái những cái thứ tiếp theo đó, trong tương lai của mình đó. Là mình thích cái gì đã Thật sự là khi cuộc sống này không ai ép buộc bạn cả Vì đó là cuộc sống của bạn Bạn phải sống cuộc sống của bạn với đúng những cái gì bạn thích nhất Thì bạn mới có thể hạnh phúc được à, Muốn nhắn gửi thêm là Với những người mà có cái cá tính giống như Minh Tú Là khi mà mình đã đủ ổn định về, về những cái mặt như kinh tế nè à, Về mặt sự nghiệp nè về mặt tình yêu nè về mặt trưởng thành và thật sự mình đã tìm được một người mà mình cảm thấy là phù hợp rồi thì cũng nên đến lúc mình sẽ phải có một cái điểm dừng để mình suy nghĩ lại xem là bản thân mình đã muốn chưa nếu mà mình muốn rồi thì mình nên cân nhắc xem là mình sẽ phải cho mình thời hạn bao lâu để thực hiện cái điều đó tại vì có những thứ Minh Tú thì hơi thực tế nha, có những thứ nó qua rồi á, mình sẽ khó Tất nhiên là chắc chắn có lấy lại được Nhưng sẽ khó tìm được một người giống như vậy là cái điều mà Minh Tú uh, rút ra được Sau một cái khoảng thời gian khá là dài Trong cái chuyện uh, tình cảm Hay là chuyện uh, về cuộc sống Ổn định hay tự do của Minh Tú Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú Chị nghĩ phụ nữ 30 tuổi Nên cần có những cái gì? Lý trí cái đó là cần phải có. Có thể ở tuổi 20 đến tuổi 25 mình có thể bay bổng. Mình có thể um, yêu điên cuồng kiểu mà mơ mộng, mình có thể sinh, mơ là ờ à, tôi sẽ được như vậy, tôi sẽ được này, tôi sẽ được kia rồi mình có thể làm những công việc thậm chí là đó là tôi thích công việc đó thôi chứ chưa chắc những công việc đó kiếm lại được kinh tế cho tôi. Nhưng mà ở cái qua cái tuổi 25 rồi, bạn phải ổn định về công việc. Để lo cho bản thân của bạn đã rồi bạn còn lo cho gia đình của bạn nữa dù cho có thể là gia đình bạn không cần đi nữa nhưng khi bạn thành công thì ba mẹ bạn sẽ cảm thấy vui hơn là bạn cứ long bông cho nên là ở cái tuổi 25 đến 30 là rất là quan trọng nó sẽ hình thành cho mình một cái gọi là cái tư duy sống một cái tư duy sống một cái lý trí sống để mình có thể biết à đâu là những cái đúng nhất của tôi và đâu là những cái cần thiết nhất của tôi trong cái thời điểm đó khi bắt đầu 27 tuổi là em sẽ bắt đầu suy nghĩ em muốn là ai Để em xây dựng được rằng là cái đường lối phát triển trong sự nghiệp của em Giống như chị nói, mình phải có năng lực kiếm tiền đúng Mình phải an toàn về tài chính, độc lập về tài chính Rồi sau đó mình mới bắt đầu tự do về tài chính à, Tiếp theo là sức khỏe Sức khỏe là một cái mà mình sẽ thấy rất là rõ, không phải là đợi 30 tuổi mình mới chăm sóc đâu. Chăm sóc nó phải từ khi mình hai mươi mấy rồi, từ không chỉ là bề ngoài mà cả bên trong và sức khỏe về tinh thần của mình nữa. Trí tuệ, trí tuệ. Mình phải đọc nhiều hơn, tìm hiểu, tìm hiểu nhiều, hơn. nhiều hơn, ngoài cái lĩnh vực sự nghiệp của mình á, mình sẽ phải tìm hiểu về những những mọi thứ nó xung quanh nó đang diễn ra với mình, mình nên có một cái kỷ luật bản thân, mỗi ngày mình dành ra khoảng 15 20 phút hoặc 30 phút để mình đọc báo hoặc là mình đọc sách. 30 phút khác mình phải vận động cho cơ thể của mình, tập yoga, tập thiền, nhảy, đạp xe, whatever. chế độ dinh dưỡng để mà mình có một cái sức khỏe dẻo dai để mình đón nhận cái chặng đường tiếp theo của mình. À, khám sức khỏe định kỳ cũng rất là quan trọng nhất là đối với các bạn à, phụ nữ mình sẽ phải hiểu rõ được cái à, nội tiết tố bên trong của mình và một cái mà khúc đầu chị chị bu có nhắc á mà em đợi tới giờ này em ấy nói đó là gia đình ừ. một cái điều mà mình thấy 20 mình không có thấy rõ đâu, mình theo chơi, mình còn mãi mới bước ra đời, đo đi học, đi chơi với bạn bè, đam mê vào công việc. Nhưng rồi mình quên đi đứng sinh thành của mình. Mình nên dành thời gian cho họ nhiều hơn, bởi vì như chị Bu nói đó, họ sẽ không thể nào mà ở cạnh chúng ta hoài được. Đó là một cái điều mà chị cảm thấy lo lắng nhất. Trong cái cuộc sống này luôn á Có nghĩa là khi mà chị trải qua cái vấn đề 19-20 tuổi Năm mà chị phải tự buông trải cuộc sống một mình Chị gặp biết bao nhiêu là biến cố và khó khăn rồi Thì chị vượt qua được rồi Thì từ lúc đó tới bây giờ Cái điều sợ nhất của chị không phải là thất nghiệp Cái điều sợ nhất của chị không phải là thất tình Cái điều sợ nhất của chị không phải là bạn bè không chơi với chị Hoặc là chị cô đơn giữa cuộc sống này Cái điều sợ nhất của chị đó là sức khỏe của ba mẹ chị và đến tận bây giờ luôn, chị vẫn rất là lo sợ cái điều đó. Mỗi một ngày mà chị thức dậy mà chị thấy à, ba mẹ chị, anh chị em chị, mọi người trong gia đình chị ai cũng mạnh khỏe, ai cũng bình an đó là chị cảm thấy rất là may mắn rồi. Mình nên nhận ra điều đó sớm nhất có thể trước khi mà mình <laughs> thôi mà trước khi mà mình nhiều khi á khi mà mình cảm thấy là mình đủ tiền rồi mình đủ lo mọi thứ cho ba mẹ mình rồi á đến lúc mà mình muốn làm nhiều khi họ cũng sẽ không còn nữa để mà họ đón nhận cái việc đó họ không có chờ mình nói chung là phải bản thân mình phải tự biết cái điều đó giống như chị ngày xưa bản thân chị thôi nha và những đứa con xa nhà chắc chắn cũng sẽ có cái cảm giác này Ngày xưa khi ngồi ăn cơm mỗi buổi chiều, hoặc buổi sáng, buổi trưa ngồi ăn cơm với cả gia đình cảm thấy đó là một chuyện rất bình thường. Cơm ngày hai bữa mà ngày nào mình cũng phải ngồi ở đó ăn thôi, đâu có vấn đề gì đâu phải nói. Nhưng đến khi mà xa nhà rồi á một bữa cơm gia đình nó quý lắm. Khi mà cả gia đình ngồi lại quây quần với nhau để ăn được một bữa cơm chung với nhau á, đó là một điều mà đối với bản thân chị bây giờ nó là một điều rất là xa xỉ luôn á, một điều mà chị nhiều khi mà có tiền cũng không có thể nào mà mua được tại vì mình còn phải công việc còn phải thế này thế kia mình đâu thể nào mà mỗi ngày mình chạy về dưới quê để mà ăn cơm cùng với gia đình đâu cho nên là nếu như mà ai được may mắn vẫn còn sống gần sống chung với ba mẹ vẫn còn được mỗi ngày ăn cơm hai bữa với ba mẹ ngồi quay quần bên mâm cơm gia đình đó thì nên trân trọng là nên quý cái điều đó cái điều đó rất, rất đơn giản nhưng mà không phải ai cũng có được với bản thân chị là chị lâu lâu chị mới được một lần ừ. tại vì chị không sống gần ba mẹ cho nên là chị cảm thấy rất là quý nhưng thậm chí hoặc là khi mà có một cuộc điện thoại của ba hoặc của mẹ gọi á dù cho chị đang làm bất cứ chuyện gì nha hoặc là chị đang quay chị cũng có thể bỏ để mà chị nói nhỏ nhỏ và dạ, con nghe nè à, con đang quay đó con gọi lại chị không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ một cuộc gọi nào của ba mẹ chị hết tại vì chị sợ chị sợ đến một ngày nào đó nó không còn cái cuộc gọi đó nữa cái số máy đó nó không hiện lên điện thoại chị nữa cho nên là chị luôn cố gắng hết mức có thể để có thể kết nối, để có thể gần gũi nhất với ba mẹ của chị khi mà còn có thể những người thân của mình á sẽ từ từ rời xa mình đó là cái việc chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẽ phải xảy ra nhiều lần nó không phải là một lần à, cho dù chúng ta có chuẩn bị tâm lý như thế nào đi chăng nữa nhưng mà khi cái việc đó đến á à, chúng ta là con người mà chúng ta sẽ có rất là nhiều cảm xúc nhiều suy nghĩ à, nó sẽ tổn thương á giống như chị pu nói là khi mà chúng ta còn cơ hội và chúng ta may mắn để có được những cái giây phút ở bên gia đình đó. thì hãy cố gắng làm tốt trong khả năng của chúng ta tận hưởng nó dành thời gian cho gia đình của chúng ta nhiều hơn những người mà chúng ta quan tâm chúng ta thương yêu chứ đừng có để là đừng có nghĩ là mình mang tiền về hoặc là mình gửi đồ về hoặc là mình xây nhà à, mình làm nhiều tiền đến một ngày mình mua đồ ngon thì ba mẹ mình hoặc là những người mình thương yêu sẽ ăn được đến lúc mà mình có đủ, nhiều khi họ không còn để ăn hoặc là họ không đủ sức để ăn nữa hoặc là họ không thể ăn được nữa. Chúng ta là người châu Á mà văn hóa phương Đông, gia đình mãi mãi là một cái gì đó nó phải ở cạnh chúng ta. Cho nên hãy dành thời gian hơn cho những người mà chúng ta thương yêu. Các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú. Uh, qua tất cả những cái vấn đề mà nãy giờ chị Buka với lại Minh Tú chia sẻ thì gia đình cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta sẽ luôn lăng tăng về cái do dự quyết định ổn định hay tự do uh, sự nghiệp cũng vậy cho nên là đối với Minh Tú thì mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái cách uh, quyết định riêng nó không đúng hoặc sai mà chỉ là có phù hợp với bản thân chúng ta hay không tư duy lối suy nghĩ hoặc là phù hợp với hoàn cảnh sống của chúng ta hay không cho dù bạn lựa chọn như thế nào đi chăng nữa cũng được miễn sao bạn cảm thấy hạnh phúc chứ không phải là mình dựa theo một cái quy chuẩn nào đó hoặc một cái quy tắc của xã hội ví dụ như là những người phụ nữ ngoài 30 nhưng minh tú và chị buka vẫn đang rất là hạnh phúc dù là cũng chưa có một tấm chồng hay là có hai mảnh con Nhưng chắc chắn là Minh Tú sẽ có Và các bạn cũng sẽ vậy Nên là hãy suy nghĩ lạc quan hơn à, Dành thời gian cho gia đình Yêu thương bản thân mình, sự nghiệp của mình Tại vì mình yêu bản thân mình Thì sau này mình mới có thể yêu người khác được Và mình phải đứng trên đôi chân của mình Để mình có thể chịu trách nhiệm với mọi quyết định trong cuộc sống của mình Còn chị Bu, có lời nhắn gửi gì đến tất cả các bạn khán giả của nhật ký ban công không. Cũng như nãy giờ chị chia sẻ thì quan điểm sống của chị cũng như là cái cách mà chị đang um, sống là chị luôn sống hết mình mỗi ngày. Để khi mà sau này khi mình mình nhìn lại mình sẽ không cảm thấy hối tiếc bất cứ điều gì hết dù cho mình có thất bại. Cứ hết lòng với tình yêu, hết lòng với công việc, hết lòng với gia đình, hết lòng với cuộc sống này và cứ sống vui mỗi ngày vì không ai hiểu bản thân mình bằng chính mình cả mình muốn cái gì mình thích cái gì thì do mình quyết định cảm ơn chị bu đã dành thời gian để mà đến đây tham dự uh, những cái ban công cùng với em cảm ơn em em nói chuyện nghiêm túc chị cảm thấy uh, bị mất cười á <laughs> nhưng mà nhưng mà không chị cảm được hết cái tình cảm của em chị chị, chị cảm được hết đó chị mà thật chị, sự cảm được chị cảm, chưa? cảm được và chị thật sự rất là cảm ơn em ngày hôm nay đã mời chị đến đây cũng như là mình cùng nhau chia sẻ những câu chuyện có thể là có những câu chuyện của bản thân chị em chưa bao giờ được nghe còn về bản thân em về những quan điểm của em và cách những câu chuyện của em thì chị cũng đã từng nghe và cũng từng chia sẻ với em rồi và hy vọng là chị em chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành tiếp theo tiếp theo nữa và có những khó khăn hay những vấp ngã gì trong cuộc sống mình sẽ cùng nhau đồng hành còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại